Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo đã tấn công tên đệ tử của Hòa Ma Cung. Xích Lăng Không vội bắn một mũi tên ngăn cản rồi yêu cầu Xích Phong quay lại ngăn cản Thạch Hạo. Tên đệ tử hoảng sợ vội vã chạy tới thang trời, nhưng Thạch Hạo đâu có cho, cậu ném ra cái lò luyện đan ngăn cản. Lò luyện đan bạo phát lực lượng tạo thành một vụ nổ khiến thang trời bị rung động kịch liệt. Xích Lăng Không phải lùi lại đỉnh núi, còn Xích Phong thì không may bị uy áp đánh xuống bên dưới. Trước khi tên đệ tử kia kịp chạy tới nơi thì thang trời đã bị thu nhỏ lại, gã ta không may lại dẫm phải trận pháp nên kết cục là bị nổ bành xác. Răng thú trên người gã bay ra ngoài, thì ra răng thú này chính là bùa thế mạng. Thạch Hạo không đuổi theo, cậu giơ tay thủ lấy thang trời rồi quay lại chuẩn bị trừng phạt tên Xích Phong. Rất nhanh sau đó, tên đệ tử của Hòa Ma Cung cũng được truyền tống ra ngoài. Lão dài trưởng lão Hòa Ma Cung thấy cổng truyền tống xuất hiện, liền cười mỉa mai. Không biết đệ tử phái nào bị chạm rồi, lại dùng hết bùa thế mạng. Vừa dứt lời thì đã bị ăn một quả chí mạng, bởi người xuất hiện lại chính là đệ tử của mình. Gã ta hốt hoảng bẩm báo mọi chuyện với trưởng lão. Có một cường địch rất mạnh, thang trời cấp 7 đã bị cướp đi, mà Xích Lăng Không cũng bị vây khốn. Lúc này, Xích Phong vô cùng hoảng sợ, bùa thế mạng trên người hắn đã bị Xích Lăng Không lấy đi hết rồi. Lão ta lập tức lên tiếng uy hiếp, nếu cậu dám đả thương hắn, đời lão ra ngoài chắc chắn sẽ chém thành muôn mảnh. Thạch Hạo lên tiếng mỉa mai ngược lại, lão ta dương cung bắn một mũi tên săn mặt. Thạch Hạo né tránh thành công, Xích Phong thấy cậu không chú ý đến mình, liền nhân cơ hội này bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc là đụng phải cấm chế trên không trung, thế là bị nổ tan xác. Xích Lăng Không không thể đi xuống báo thù cho cháu trai, nên chỉ để lại lời uy hiếp rồi tiếp tục tiến vào trong động tìm cơ duyên. Thạch Hạo hoàn toàn không xem lời uy hiếp này đáng ngại, bản thể của Xích Phong là một con chim. Thế là cậu lập tức xé thịt hắn ta nướng ăn, đang ăn ngon lành thì lại để ý tới lôi kích mộc. Gốc cây to như thế, biết đâu có thể rèn tạo pháp khí tuyệt đỉnh. Cậu sử dụng lực lượng đánh thẳng về phía lôi kích mộc, định nhổ nó lên, hành động này làm cho ngọn núi dần dần nứt ra. Đám người Xích Lăng Không đang đi bộ ở trong động cũng bị vạ lây. Vô số tảng đá rơi xuống, biết hang động sắp sập tới nơi rồi, Xích Lăng Không vội vã bỏ chạy để giữ mạng. Ngay cả cường giả thần hỏa cảnh cũng chạy rồi, những người khác cũng vội quay xe. Thạch Hạo ở bên ngoài vẫn đang cố gắng nhổ gốc cây lên, nhưng rễ cây lại cắm rễ quá sâu. Thạch Hạo vẫn không bỏ cuộc, đồ mình nhìn chúng rồi thì nhất định phải lấy đi. Càng cố gắng nhổ thì hang động càng sập nhanh chóng, chẳng mấy chốc lối thoát đã bị chặn lại. Bốn phía đều có đá rơi, không có chỗ nào để trốn. Xích Lăng Không còn tưởng đây là cơn giận của Nguyên Thiên Chí Tôn. Đúng lúc tưởng là mình sẽ táng thân tại nơi này thì vô tình đất đá rơi xuống để lộ ra một con đường thoát. Thế là lão ta vội vàng lao ra ngoài. Tưởng là được Thiên Nguyên Chí Tôn khoan dung tha mạng nên lão vội chắp tay cảm ơn. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên thì mới ngỡ ngàng vì Thạch Hạo cũng ở ngay bên cạnh. Nhìn hành động của cậu, lão mới hiểu rõ nguyên nhân núi lở là do tiểu tử này làm. Vừa dứt lời thì một cái cấm chế đã tàn vỡ, mặt đất rung động kịch liệt, gốc cây chậm rãi bay lên trên khỏi mặt đất. Một luồng lực lượng khủng khiếp được phóng thích ra ngoài. Tới đây thì cậu mới nhận ra lưới kích mộc là trụ cột cấm chế. Lần này trời dại nhỡ nhổ nó lên mất rồi. Vô số cành cây lao tới tấn công Thạch Hạo. Cậu vừa mới đẩy lùi được những cành cây này thì tới lượt Xích Lăng Không lao tới tấn công. Người chủ động là lão ta và kết cục nhận lại là bị Thạch Hạo đánh cho tơi tả. Thực lực của cậu quá mạnh, dễ dàng đánh cho đối thủ gãy nhiều khúc xương. Xích Lăng Không vẫn nộ đứng dậy và bạo phát ra lực lượng thần hỏa. Thạch Hạo hoàn toàn không sợ. Trước đó tại đảo Ác Ma, cậu đã ngộ ra một loại đạo pháp dẫn lôi. Hơn nữa ở nơi này lại có sức mạnh lôi điện dày đặc, quá thích hợp để dẫn sấm sét xuống tấn công. Trong các tia sấm sét lại được thêm một tia khí tức tiên đạo. Bị đánh chúng là ăn hành ngập mồm, cho nên Xích Lăng Không chỉ còn cách bỏ chạy. Nhưng chạy đầu cho tắt nắng, lão bị sét giật cho ngu người, cũng may là không bị nổ tan xác như đứa cháu của mình. Thạch Hạo tiến lại mỉa mai và dùng một chiếu kết liễu lão to, nhưng vì có bùa thế thần nên may mắn không chết. Lão thề sẽ quay lại báo thù rửa hận. Thạch Hạo đi vào trong động giải cứu những người khác và đưa bọn họ ra bên ngoài. Ngay sau đó gốc cây đột nhiên trồi lên, rễ của nó cắm trên một bộ xương cốt của Long Ngào. Gốc cây ngừng tụ lực lượng sấm sét tấn công, Thạch Hạo chật vật bỏ chạy. Điều kỳ lạ là những người khác lại không sao, chỉ riêng cậu là bị nhắm tới. Thạch Hạo buộc phải sử dụng lò luyện đan để dẫn dụ gốc cây. Vô số rễ cây lao tới cuốn quanh lò luyện đan. Đến đây thì cậu mới nhận ra mục tiêu mà gốc cây công kích không phải là mình mà là thứ nằm trong lò luyện đan. Nó đang muốn đoạt đi sức mạnh tiên đạo lôi đỉnh bên trong cái lò. Nhưng đáng tiếc là khí tức tiên đạo sẽ ăn mòn pháp lực,
đây chẳng khác nào là tự dẫn lừa thiêu thần. Các rễ cây nhanh chóng bị ăn mòn, lực lượng ăn mòn còn ảnh hưởng trực tiếp tới thân cây. Nó đành phải bỏ lại bộ xương cốt để bỏ chạy. Thạch Hạo vội sử dụng trung đồng thăm dò bộ xương. Quả nhiên là có bảo bối. Trong bộ xương này là ẩn dấu kinh thư, có lẽ là truyền thừa của Long Ngào. Cậu vừa mới tiến lại gần định lấy kinh thư thì một đàn hắc lân trùng lao ra ngoài. Hắc lân trùng có thể làm thuốc nhưng số lượng này quá đông rồi, bắt không nổi. Nếu bị bám theo thì rất phiền phức, thế là cậu phải bỏ chạy. Bọn chúng liên tục đuổi theo tấn công. Cũng may là bọn chúng chỉ đuổi theo bản năng chứ không biết chiến đấu mưu mẹo. Thạch Hạo dụ dỗ nó bay một vòng, còn mình thì quay lại lấy kinh thư trên bộ xương. Vừa mới rời đi thì Xích Lăng Phong đã quay trở lại để báo thù. Đáng tiếc là lão ta xuất hiện rất không đúng lúc. Gốc cây đã quay trở lại, nhìn thấy Xích Lăng Không ở bên cạnh bộ xương, tưởng rằng lão đã lấy đi tàu hóa nên gốc cây lập tức tấn công. Thế là thù còn chưa kịp báo thì trên đầu đã bị ghi nợ. Thạch Hạo vừa chạy vừa suy nghĩ, dù có tìm được Gia Gia thì cũng phải có bản lĩnh đưa ông ấy ra ngoài an toàn. Cho nên, việc cấp bách là củng cố thực lực để bản thân mạnh hơn. May mắn rằng trong đàn hắc lân trùng này có một con ngân trùng vương. Dùng nó làm thuốc luyện đàn có thể giúp đạt tới cảnh giới viên mãn, chính là thứ mà cậu đang cần. Cậu lập tức quay lại tìm cách bắt lấy ngân trùng vương. Tuy nhiên, Thạch Hạo lại không biết rằng Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng đang tìm kiếm ngân trùng vương. Như vậy là cuộc tranh đoạt chắc chắn sẽ rất thú vị. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé! Video này đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.